công ty công nghệ không dây Most Micro của Australia đã lập kỷ lục mới về khoảng cách truyền dữ liệu thông qua Wi-Fi. Hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu thế giới sa thải nhân viên ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024. Ngành điện ứng dụng công nghệ Flycam trong quản lý và vận hành lưới điện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin số và công nghệ trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa phát động giải thưởng ảnh và video clip Công nghệ từ trái tim. Giải thưởng Công nghệ từ trái tim Technology with Heart nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, truyền tải những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống con người, hướng tới xây dựng một xã hội số, nơi mọi người được phục vụ tốt hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn và an toàn hơn nhờ công nghệ. Nội dung dự thi cần thể hiện được các trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và an ninh mạng. Thời gian nhận tác phẩm từ 25 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2024. Phương thức tiếp nhận ảnh và video clip qua website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ congnghetutraitim.com. Công ty công nghệ không dây Most Micro của Australia đã lập kỷ lục mới về khoảng cách truyền dữ liệu thông qua Wi-Fi, mở ra triển vọng ứng dụng cho mạng lưới IoT quy mô lớn. Các kỹ sư của công ty công nghệ không dây Most Micro sử dụng tiêu chuẩn Halo tương đối mới 802.11ah, có thể truyền tín hiệu Wi-Fi ở khoảng cách lên tới 2,9 km. Trong quá trình thử nghiệm, các kỹ sư của Most Micro đã đạt được tốc độ truyền dữ liệu từ 11 megabit ở khoảng cách 500m đến 1 megabit ở khoảng cách tối đa là 2,9 km. Điều này đủ để duy trì kết nối video ổn định qua Wi-Fi giữa hai điểm. Tiêu chuẩn Halo đã được giới thiệu vào năm 2016, nhưng việc triển khai rộng rãi chỉ mới bắt đầu. Công nghệ này được tối ưu hóa để truyền một lượng nhỏ dữ liệu đi khoảng cách rất xa, với mức tiêu thụ điện năng thấp. Điều này khiến cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho thiết lập mạng lưới Internet vạn vật, IoT và mạng cảm biến công nghiệp. Microsoft và OpenAI đang xúc tiến thỏa thuận đầu tư vào Figure, một công ty khởi nghiệp chuyên về sản xuất robot thông minh hình người. Mặc dù khoản đầu tư này vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng nó rất phù hợp với lợi ích chiến lược của OpenAI trong lĩnh vực robot và tích hợp AI. Được công nhận vì thành tựu đột phá trong lĩnh vực AI, OpenAI coi robot là một bước phát triển tự nhiên cho các công nghệ của mình. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm của mình với các mô hình ngôn ngữ lớn, chẳng hạn như ChatGPT, OpenAI đang tìm cách tạo ra các robot có thể tương tác tự nhiên với con người, mở ra một thế hệ robot mới có khả năng giải quyết các công việc nguy hiểm, nặng nhọc, định hình lại thị trường việc làm, đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều lao động. Với tham vọng, biến robot trở thành công cụ hỗ trợ thường xuyên của con người trong tương lai. Trong tháng đầu tiên của năm 2024, gần 100 công ty công nghệ, bao gồm Meta, Amazon, Microsoft, Google hay TikTok đã sa thải tổng cộng khoảng 25.000 nhân viên. Các công ty công nghệ biện minh cho việc sa thải hàng loạt bằng cách viện dẫn tình trạng tuyển dụng ồ ạt trong giai đoạn đại dịch, lạm phát tăng cao và nhu cầu tiêu dùng yếu. Bây giờ là năm 2024, lực lượng lao động của các công ty công nghệ phần lớn đã quay về mức trước đại dịch, lạm phát chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái và niềm tin của người tiêu dùng đang phục hồi. Nguyên nhân của việc sa thải hàng loạt này được cho là do một số công ty khởi nghiệp công nghệ nhỏ đang cạn kiệt quỹ tiền mặt và đối mặt với khó khăn trong việc huy động vốn. Điều này khiến họ cắt giảm nhân sự. Đối với các công ty lớn đang niêm yết trên thị trường, xu hướng sa thải đầu năm 2024 nhằm mục đích làm hài lòng nhà đầu tư. Bên cạnh các thách thức chung của nền kinh tế, việc trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển cũng đặt ra nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quá trình chuyển đổi số, thời gian qua Điện lực Thanh Hóa đã áp dụng nhiều công nghệ mới để phục vụ công tác quản lý, vận hành lưới điện. Trong đó, việc đưa vào sử dụng công nghệ máy bay không người lái có gắn camera hay còn gọi là Flycam để theo dõi, kiểm tra lưới điện đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng năng suất lao động, ghi nhận tại chi nhánh Điện lực Hoàng Hóa. Hiện nay, Điện lực Hoàng Hóa đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện gồm hơn 370 km đường dây trung thế và hơn 550 km đường dây hạ áp, phục vụ cấp điện cho hơn 50.000 khách hàng. Việc kiểm tra và duy trì đường dây là một công việc quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm và tốn kém do nhiều chân cột, đường dây nằm ở vị trí phức tạp. Tuy nhiên, với việc sử dụng công nghệ Flycam, một loại thiết bị bay không người lái có khả năng chụp hình và quay phim từ trên cao, đã giúp công nhân quản lý vận hành đường dây có thể quan sát được hành lang tuyến từ trên cao,
kiểm tra hành lang ở những cung đoạn đường dây có địa hình khó tiếp cận như đi qua sông hồ, đồi núi hay khu vực đô thị. Nhờ đó mà hạn chế được việc cán bộ kỹ thuật công nhân phải mất nhiều thời gian, công sức tiếp cận trực tiếp tại vị trí hoặc phải leo cao để thực hiện kiểm tra. Người công nhân quản lý vận hành ấy, là phải đi đến từng vị trí cột để kiểm tra định kỳ ngày, định kỳ đêm. Đấy, thì cái này nó cũng là hết sức là vất vả cho chúng tôi. Đấy, thì cũng trước đây thì có một cái thiết bị kèm theo rồi chúng tôi đi làm là ống nhòm. Đấy, nhưng mà nhiều lúc là cũng do thời tiết cũng rất là khó để phát hiện những cái nguy cơ dẫn đến sự cố. Đấy, thì từ khi có cái thiết bị Flycam vào thì chúng tôi bớt đi được là rất nhiều và an toàn hơn. Đấy, và kiểm tra đường dây thì chúng tôi phát hiện được những cái nguy cơ sự cố và nó rất là nhanh và kịp thời. Việc sử dụng thiết bị Flycam để quản lý hệ thống lưới điện được Điện lực Hoàng Hóa áp dụng từ năm 2020 đến nay. Hàng tháng, đơn vị sẽ bố trí từ 1 đến 2 phiên bay Flycam. Mỗi phiên bay sẽ kiểm tra tổng thể được cột, xà, xứ, dây dẫn, mối nối các nhánh vào đầu trạm biến áp. Với việc trang bị các thiết bị cảm biến, Flycam đã giúp thu thập thông tin về tình trạng của đường dây để đơn vị có hình ảnh thực tế về các khiếm khuyết. Qua đó, so sánh với dữ liệu có sẵn để phân tích, nhận dạng tình trạng vận hành của thiết bị để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. Giải pháp này đã giúp Điện lực Hoàng Hóa giảm thiểu nhiều sự cố do khiếm khuyết trên đường dây. Một trong những ứng dụng mà mang lại hiệu quả thiết thực đó là việc sử dụng Flycam để thực hiện kiểm tra đường dây và thiết bị điện. Thì cái việc mà kiểm tra đường dây bằng Flycam này thì mang lại cái hiệu quả thiết thực đó là việc tăng được cái năng suất lao động, giảm được số nhân công và đi làm thủ công. Thì trong năm 2023 thì Điện lực Hoàng Hóa đã thực hiện sử dụng Flycam để bay trên 20 tuyến đường dây trung thế và 595 trạm biến áp. Thì chúng tôi đã phát hiện ra các địa điểm khiếm khuyết trên đường dây. Trong đó là đã thực hiện kiểm tra được phát hiện ra được 15 điểm mà có nguy cơ đe dọa sự cố. Chúng tôi đã thực hiện xử lý ngay các điểm vi phạm, đồng thời đảm bảo cho lưới điện ổn định an toàn liên tục. Thời gian tới, việc áp dụng Flycam và tiến tới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI thiết lập đường bay tự động để nhận diện tồn tại lưới điện cần được Điện lực Hoàng Hóa nói riêng, ngành điện Thanh Hóa nói chung tiếp tục sử dụng thường xuyên và rộng rãi hơn nữa. Qua đó hỗ trợ đắc lực trong nhận diện tự động các nguy cơ sự cố lưới điện, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thiết lập một kho dữ liệu chung, tạo nên hệ sinh thái dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã đưa vào vận hành cổng dữ liệu mở của tỉnh tại địa chỉ opendata.thanhhoa.gov.vn. Clip giới thiệu về cổng dữ liệu mở tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ khép lại bản tin số và công nghệ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu khởi động xây dựng cổng dữ liệu mở của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu sẵn có từ cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu. Đến nay, cổng dữ liệu mở của tỉnh chính thức được khai thác tại địa chỉ opendata.thanhhoa.gov.vn với 220 cơ sở dữ liệu thuộc 15 lĩnh vực như kinh tế, tài chính, xã hội, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, dịch vụ công, y tế, giao thông, khoa học, pháp luật được cung cấp. Cổng được cài đặt, vận hành và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm Dữ liệu và An toàn Thông tin mạng, đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông. Cơ sở dữ liệu trên cổng được cập nhật bằng hai phương thức: cập nhật thủ công do các cơ quan, đơn vị chủ động đăng tải lên hệ thống và cập nhật tự động qua giao thức API với các lớp bảo mật chặt chẽ. Cổng dữ liệu mở tỉnh Thanh Hóa cho phép người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo các ứng dụng thông minh dựa trên các nguồn dữ liệu sẵn có. Thanh Hóa S và Open Data Thanh Hóa đã sẵn sàng đồng hành cùng người dân hình thành công dân số, kiến tạo giá trị số.